Mới gặp lại. Ồ. Hôm trước mình ôn được hai buổi rồi đúng không các bạn? Còn hai buổi rồi tắt âm hết rồi. Mà sau đó thì dịch bệnh kéo dài cho nên chúng ta chưa có kết thúc được. Thì hôm nay á theo yêu cầu của bên ban chủ nhiệm khoa, chúng ta sẽ làm việc với nhau 4 buổi như thế này nha các bạn. 4 buổi, thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ tư và thứ quá thứ tư ở thứ năm và thứ sáu đúng không, là mình 4 buổi. Hôm hôm buổi hôm hai buổi trước á, thì các em mới có một cột điểm thôi, một cột điểm thường xuyên thôi. Điểm định kỳ mình cũng chưa có, cho nên thôi thì cái điểm đó nếu mà lấy cũng được, còn không thì học cái đợt này thì cô sẽ cho bài kiểm tra và cô sẽ lấy điểm cho hai cột của chúng ta luôn, hai cột điểm luôn. Đợt này thì nó có khác hơn vì dịch bệnh kéo dài, cho nên là có thể là các em không có sớm được tới trường, cho nên mình sẽ học và sẽ thi trực tuyến luôn. Do đó là đợt này trường chủ trương là sẽ thi online, và thi online sẽ là thi trắc nghiệm, cho nên các em cũng chuẩn bị tinh thần đi. Chương trình mình có 8 bài thì các em nắm vững cho cô 8 bài này luôn để mà các em thi trắc nghiệm, và thi trắc nghiệm thì nó sẽ dàn trải hết trong 8 nội dung này. Và dự kiến, cô nói dự kiến thôi nha, là một như vậy là có 50 câu và các em thi trong vòng 45 phút và thi trực tuyến. Về thời gian, cách thức tổ chức, khoa khách sạn, nhà hàng của mình sẽ phổ biến đến các em. Thầy cô sẽ đưa gửi kế hoạch cũng như là phổ biến cách thi cho các em. Còn cô và các em làm việc với nhau 4 buổi, mình sẽ hoàn thành cái chương trình ôn tập. Rồi mình sẽ có hai cái cột điểm luôn, và làm bài và để mình lấy hai cái cột điểm để nó xong cái chương trình của chúng ta. Chứ để cũng khá lâu rồi nha. Rồi. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu ha. Cô sẽ cũng giới thiệu lại các em về cái chương trình học á, thì chắc các em cũng đã nắm rồi, mà không biết là các bạn còn nhớ không. Thôi cô có bạn nào nhắc lại cho cô không ạ? Chương trình học của mình gồm những cái bài nào nhớ, hay là những cái nội dung nào không? Yến Thư, Dạ cô. Yến Dạ. còn nhớ nội những cái nội dung chưa không? Dạ không Nhưng ạ. nhớ những cái nội dung đã học không? Em Quên nhớ hình hết như có rồi ba đúng bốn không? cái gì đúng không Giờ ba bốn cái nào nhắc cô và cả lớp nghe thử coi. cô? Dạ em không nhớ chi tiết cô. Nhớ ba bốn cái nhưng không nhớ chi tiết. Có bạn nào lớp mình nhớ không? Nhớ nha, trong quá trình học các em có bài kiểm tra, nhưng mà nó cũng phải là một cái phần đánh giá tất cả đâu. Trong quá trình học các em xung phong phát biểu, có những câu trả lời đúng, những câu trả lời chất lượng, thì cô cũng sẽ cộng điểm cho các bài kiểm tra của các em. Về cái tài liệu các em ha, lớp mình liên lạc cho cô nha. Lớp mình ít chứ không có nhiều, một nhóm 7, một nhóm 9, là tổng cộng khoảng 16 bạn. Nếu mà mình có thể thì gửi cho nhau, còn không á, thì các bạn liên lạc cô theo cái địa chỉ email có trên màn hình đó, để cô gửi lại tài liệu cho các em. Thứ nhất á, em nhớ cho cô, thứ nhất đó là cái giáo trình. Cho nên là ngay từ bây giờ, trước khi khoa có lịch thi chính thức, thì ngay từ bây giờ các em phải có sự chuẩn bị nha. Chuẩn bị để có một cái kết quả tốt, vì thi trắc nghiệm á, thực ra cũng dễ nhưng mà cũng lại khó. Dễ là gì? Có đáp án sẵn rồi, em được quyền chọn ha. Nhưng mà cái khó là mình chỉ chọn sai một tí là nó có thể sai hết câu, chứ không có cái chỗ là ví dụ mình sai cái ý một mình có thể chấm trước, mình chấm cái ý hai được. Cho nên cái khó là chỗ đó, nên các em phải liên lạc cô theo cái địa chỉ email có trên màn hình của các em. Rồi thì các em liên lạc cô, nhắn là về cái tài liệu nha, thì cô sẽ gửi cho các em có hai loại tài liệu. Thứ nhất là giáo trình nha,
À, giáo trình các bạn có thể có rồi nhưng cũ rồi nha. Năm nay mình không xài nữa. Giờ mình phải xài giáo trình mới của năm 2020. Đó. Thứ hai nữa là cái slide bài giảng này. Thì có 3 file slide bài giảng luôn. Cô cũng sẽ chuyển hết cho các em. Như vậy tổng cộng các em có 4 file, 1 file Word và 3 file PDF, 3 file PowerPoint. Cho nên các em sẽ phải về nghiên cứu cho cô trên cơ sở là những cái nội dung chính chứa đựng trong các slide. Bên cạnh đó các em phải đọc trong cái giáo trình. Buộc lòng các em phải đọc kỹ cho cô nha. Phải đọc kỹ. Và trong quá trình học luôn luôn nhớ cho cô phải có cái cuốn cuốn tập bên cạnh. Để khi nào mà cô nói thì các cần lưu ý cái gì. Hoặc là cần phải chốt vấn đề như thế nào thì các em phải nên ghi lại nha. Ghi lại để mà không có bị quên. Học trong lớp mình như nãy cô đã nói các bạn rồi, nó có 8 nội dung. Ngọc Hà N11, Ngọc Hà có nhớ những nội dung trong môn pháp luật không Ngọc Hà? Dạ có, không cô, em nhớ bài tập thôi à. Nhớ bài tập gì? Dạ bài tập tính toán. Tính toán vụ gì mới được tính toán? Chia tài sản trong chia tài sản nó là một phần trong luật dân sự. Rồi cảm ơn em, ít nhất mình cũng nhớ đúng không? Hữu Lộc. Dạ không nghe cô. Còn nhớ gì về bài học của mình không? Nhớ là cũng chia tài sản luôn rồi. Vậy thôi á, nhớ nhiêu đó thôi. Học ấn tượng nhất là vụ chia tài sản thôi đúng không? Lâu quá cô ơi. Lâu quá hả? Dạ. Rồi. Phước Thanh. Tôi xin lỗi các bạn, chắc là mạng nó rớt nha các bạn ha. Phước Thanh đâu rồi, có học không ạ? Phước Thanh. Dạ em nghe. Nhắc cô Liên thì có những cái nội dung gì Phước Thanh có nhớ không? Hay là lớp mình có ai nhớ gì những cái nội dung? Ít nhất mình đã học một lần rồi, sau đó mình ôn bài. Còn đến bây giờ mình ôn lần thứ ba luôn á. Mình đã học một lần, mình ôn một lần, lần đây lần thứ ba rồi đó. Cô là... chế định pháp luật. À, chế định pháp luật rồi gì nữa, nhớ được từ đó là rất tốt đó. Chế định pháp luật rồi gì nữa là vi phạm pháp luật. Vi phạm pháp luật đúng rồi, gì nữa? Có gì nữa không? Dạ hết nhá. Rồi cảm ơn em Hoài Bảo, còn nhớ gì không Hoài Bảo? Bảo ơi, nhớ gì không Bảo ơi? Dạ em nghe. Bảo còn những bài học của... Dạ em quên hết rồi. Những quên hết rồi. Trời. Dạ, chắc là phải đóng tiền lại ôn chứ bữa ôn rồi. Quên nữa. Rồi Hữu Lập, mời cô mời Hữu Lập nè. Em nhớ là nhớ có gì thừa kế luôn. Có thừa kế đúng rồi. Chính xác rồi gì nữa. Không thì nó giống em nhớ lại đó. Rồi cảm ơn Hữu Lộc. Nhật Huy. Phan Nhật Huy. Dạ em nghe nè cô. Nhật Huy là em hả Huy? Dạ đúng rồi cô. Tên hay ba. Nãy giờ cô đang mường tượng trong đầu đứa con trai nào không à. Rồi, Nhật Huy nhớ còn
À, có khi lắm á, có khi Em mày học học mấy giùm cô cho kêu Huy. kêu em là học giùm không, em nữ thì cô. Không, cô chọc thôi chứ cô đâu nghi ngờ đâu, đang tưởng tượng thôi. Huy Dạ nhắc lại cho cô thử coi. Huy nhắc lại cô Liên thử coi những cái nội dung mà môn pháp luật các em đã học rồi đúng không? dạ cô là chia tài sản, chế tài, rồi quy định, rồi em nhớ hai cái đó bữa kiểm tra rồi cô. À, bữa kiểm tra là mình nhớ còn còn học mình không nhớ hết trơn á. Bữa đó lớp mình ôn cũng cũng ít bạn ôn, cảm ơn Nhật Huy. Bữa đó lớp mình Dạ. ôn cũng chạy ra chạy vô không à. Bữa đó ôn mà hết đứa này đi học môn thầy cô khác, đứa kia đi học thầy cô khác cho nên cũng không có tập trung lắm. Có bạn nào đang vừa một lúc học lại hai ba môn, mở hai ba máy không đó, mở hai ba đường link không á? Trong lớp mình Không đợt này có cô. ai tốt nghiệp không? Lớp mình đợt này có ai tốt nghiệp không? Không có cô ơi. N không, còn N08 mà Ngọc Hảo nè đúng không Hảo? Hảo bữa nay có đi học không Hảo? Dạ có cô. N08 là lâu lắm luôn á Hảo hả? Dạ đúng rồi. Chừng nào nhà trường đuổi học vậy? Chắc năm 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 sau cô. Cho bao nhiêu lâu thì không được ở lại trường, À, bao lâu? dạ 2 năm. 2 năm hả? Nhưng mà Hảo là khóa khóa 24 08 hả em? dạ đúng rồi. À, khóa 24 là còn được 2 năm nữa nên cố gắng nha. Còn nợ mấy môn? Em còn một môn anh văn nữa thôi à cô. Anh văn khó, khó nhằn lắm á nghe, ráng Dạ nha. dạ dạ Thì đợt này bên trường mình học, cố gắng học nhanh thì bên trường sẽ tổ chức cho em thi sớm á, cho nên là cố gắng nha, cố gắng sau buổi học hôm nay nè, sau khi đóng máy lại là nhớ nhắn vô Gmail cho cô gửi tài liệu về in ra cho cô, đừng có đặt trên máy gì hết. Tụi bay đặt trên máy rồi tụi bay mờ mắt một chút mà tụi bay có đọc đâu nha, in ra đặt đóng cho cỡ ráo kỹ cho rồi cô, vì thi trắc nghiệm tính nó đâu sẽ giờ cô đóng gì cỡ ráo rồi in đâu giờ cô hả? có Con mang bỏ hết theo mấy lại đứa ở luôn quê rồi hay trên Sài Gòn? trên Sài Gòn cô em lắm sớm em cũng khó em đâu đi đâu được luôn Cũng khó dưới quê cũng đóng ha. lắm rồi ơi. Hết rồi hả? Miền Tây cũng đóng hết rồi. Thì phải 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 cố gắng vượt qua. Cô gửi file thì học rồi viết đồ lại. Cái khó đó thi trắc nghiệm thì cô đánh giá không có dễ thở đâu, tại vì máy chấm chứ không phải cô Liên chấm nha. Mà hồi cô Liên chấm thì còn chấm trước đồ được, ngó tới ngó lui nhắm một con mở một con được, cho máy chấm là đúng mà sai sai không nhân nhượng đâu. Cho nên là đặc biệt là các bạn mà học phụ đạo thì sẽ phải cố gắng hơn nhiều so với các bạn học chính thức luôn đó. Cho nên là từ ngay từ bây giờ là sau khi học xong là phải gửi vô mail báo nói cô để cô gửi tài liệu, nhớ chưa? Nó khó đó, nó không có dễ dễ thở đâu, nên là cố Cô gắng. ơi, cô có phải là Nói đi em, cái mail mà bữa học ngày đầu tiên cô gửi mail không? trên màn hình đó, màn hình cũng Không. có mail cô đó. Mà cái cô như cô gửi mail của em cho em một cái bài rồi. Phải cái bài đó không cô? Thôi để chứ mày mấy đứa nhắn lại đi, cô gửi lại cái mới chứ, tại vì có khi cái mới cập nhật nữa. Yeah. Cứ gửi lại. Ơi nói đi, Ô, mình thi là mình thi trên app nào với cô? cái đó bên 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 khoa bên trường sẽ hướng dẫn các em, cô Liên cũng biết luôn, cô Liên chỉ biết là thầy nói là sẽ thi trắc nghiệm á, còn cái cách thức thi như thế nào thì thầy cô bên khoa sẽ hướng dẫn các em, cứ yên tâm. Khi có lịch thì thầy cô chắc cũng sẽ có tư vấn cho các em. Cảm ơn luôn. Cái đó thầy không có lo, cứ lên lịch rồi thầy cô. Quan trọng là bây giờ nắm kiến thức nè, bây giờ cô mới mới mệt hơn là cô chấm nó đỡ hơn, bây giờ lo hơn đó, cho nên là các bạn càng phải cố gắng hơn là phải gửi đi, gửi mail cô gửi lại tài liệu.
rồi sau đó là học học kỹ, bữa nay ở nhà học đâu á, tranh thủ học cho kỹ vô. Đề thi trắc nghiệm thì phải nắm được bài chứ, ví dụ như hôm nay mà cô hỏi các bạn có những nội dung gì các em cũng đều không có nhớ thì cái phần kia nó lại chi tiết hơn, chứ không không có câu trắc nghiệm nào nói rằng là những nội dung nào môn pháp luật thể hiện những nội dung nào sau đây đâu, mà thí dụ cô nói cái câu như thế này thì mình phải học mình mới làm được. Cô lấy ví dụ hình thức pháp luật không bao gồm hình thức nào sau đây: tập quán pháp, tiền lệ pháp, văn bản quy phạm pháp luật và quy phạm pháp luật. Cô lấy ví dụ bốn câu như thế, A, B, C, D. Cho nên là mình phải học, mình phải đọc sách, mình đọc phải đọc tài liệu. Nếu không mình làm không được. Ví dụ nó nói đó, hình thức pháp luật nào? Hình thức pháp luật sau đây, hình thức nào không phải là hình thức pháp luật? Tiền lệ pháp, tập quán pháp, văn bản quy phạm pháp luật, rồi quy phạm pháp luật. Trong lớp mình có ai trả lời được câu đó cô? A, B, C, D. Hả? À, khó đó nha. Cho nên nó đi sâu, nó chi tiết từ gì? Trắc nghiệm là nó có câu dễ, có câu khó. Nên là phải học từ ngay bây giờ nha. Rồi, bây giờ cái môn học này mình làm quen quá nhiều lần rồi. Cô không cần nói về cái mục tiêu môn học làm gì nữa hết á. Mục tiêu môn học thì chắc ai cũng biết hết rồi. Ha, học môn pháp luật thì ít nhất mình phải nắm được về nhà nước trước hết. Nhà nước cho cô đây. Có mấy kiểu nhà nước, có mấy kiểu hình thái, kinh tế, xã hội. Cái đó mấy đứa phải ghi lại. Phải có cái viết, phải có cái tập để ghi lại. Đặc biệt những bạn mà tốt nghiệp nè, Lê Ngọc Hảo nè, Hảo là phải chăm chỉ hơn nữa. Vì em không còn có đi học các cái môn khác thời gian này thì chắc cũng đâu đi làm hả Hảo? Dạ, đang nghỉ nhà cô. Ừ đó, cho nên là cái môn học này nó sẽ, bây giờ mình rảnh rang rồi. Ở nhà thay thì mình không đi làm, mình học bài, học đi ha. Thì mình học mà mình đậu cũng giống như là mình kiếm được tiền vậy á. Mấy đứa đóng môn học này hết nhiêu? Hết mấy trăm? 400. 400. Đó, cho nên là mình thi đậu là coi như mình kiếm được 400 ngàn rồi đó. Đúng không? Cho nên là càng phải học hơn nữa. Đó. Nên là bây giờ về ở nhà học cho cô đi. Thứ nhất nè, về nhà nước. Nà, môn pháp luật, nhưng cái đầu tiên các em phải nắm được cho cô về nhà nước, nguồn gốc nhà nước nè, bản chất nhà nước nè, chức năng nhà nước nè, rồi bộ máy nhà nước gồm các cái bộ phận hay là cơ quan nào đó, rồi các cái đặc trưng cơ bản của nhà nước, những cái vấn đề liên quan đến nhà nước nói chung. Rồi bên cạnh đó, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam các em cũng nắm được cho cô về nguồn gốc ra đời cái kiểu nhà nước xã hội chủ nghĩa nè, bản chất của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nè, đúng không nè. Rồi gì nữa, nguyên tắc tổ chức. Chắc chắn rằng là một trong những nội dung quan trọng trong bài nhà nước hay là nói về nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì các em nói đến cái nguyên tắc tổ chức hoạt động của nhà nước cho cô. Vì nguyên tắc là gì? Nguyên tắc là những tư tưởng, những quan điểm chỉ đạo xuyên suốt trong quá trình tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước. Nên các em phải nắm cái nội dung chính đó cho cô. Rồi tới cái phần pháp luật thì em nắm được cho cô rồi nè. Rồi pháp luật, nội dung cơ bản của pháp luật, rồi hệ thống pháp luật Việt Nam gồm những bộ phận nào. Ít nhất học môn pháp luật, học xong rồi nói rằng học môn pháp luật là học cái gì? Thì pháp luật chính là những quy định mà do nhà nước ban hành. Đó, là một hệ thống tổng thể rất nhiều các cái quy phạm pháp luật, tức là các cái quy tắc xử sự. Pháp luật là tổng hợp các cái quy tắc xử sự mà do nhà nước ban hành. Cho nên các em học những cái quy tắc đó, trên cơ sở các quy tắc đó được sắp xếp thành các cái chế định luật, các cái ngành luật.
Và từ đó các em phải nắm được cho cô cái khái niệm của các ngành luật, đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh của các ngành luật. Ngoài các cái yếu tố đó ra, các em phải nắm được các cái nội dung cơ bản. Ví dụ cô nói hiến pháp, thì trước hết các em phải nắm được là hiến pháp là gì, rồi gì, đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của hiến pháp đó, rồi các nội dung cơ bản của hiến pháp. Các em học được ngành luật hiến pháp thì các em phân biệt được cái sự khác nhau giữa ngành luật hiến pháp với ngành luật dân sự. Khi nói đến ngành luật dân sự, các em cũng đi từ cái khái niệm đến cái đối tượng điều chỉnh, cái phương pháp điều chỉnh, các cái nội dung cơ bản mà pháp luật dân sự điều chỉnh. Đó là những nội dung về kiến thức mà các em phải nắm được. Chứ còn đến hôm nay mà khi nhắc đến pháp luật mình không có nhớ cái gì hết á, là không ổn. Tại vì khi mình vào phòng thi buộc không chỉ là mình nhớ những nội dung cơ bản đâu, mà mình phải nắm được những cái nội dung cốt lõi của nó nữa. Bây giờ mục tiêu thì kiến thức về kỹ năng, về thái độ thì thôi cái đó cô không cần nói nhiều. Cái của bây giờ mục tiêu nhất của chúng ta học trong 4 buổi này chính là làm sao để chúng ta đậu môn học thôi nha. Đó, về mục tiêu kiến thức, mục tiêu kỹ năng, về tự chủ, trách nhiệm thì cái đó thôi thì các em cũng đã biết. Nên cái mục tiêu mình xác định, cái mục tiêu của lớp mình á, của 16 bạn hôm nay á, đó là chính là mình đậu môn này thôi nha. Thì cô sẽ giới thiệu về cái nội dung của môn học này với các em. Thứ nhất á, là nội dung học mình sẽ có 8 bài như thế này nha các em, 8 bài. Thì cô nói các bạn rồi, học á, mình không phải chủ động, mình không chỉ lệ thuộc mỗi cô Liên thôi ha. Mình bao giờ mình cũng phải có 5 người thầy, nguyên tắc 5 người thầy nha. Cô Liên là 1 nè, Google là 2 nè, chỗ nào mình không biết mình cũng phải tra Google thôi, chứ không phải cái gì mình cũng biết được. Thứ ba đó là cha mẹ, anh chị em, ông bà có những vấn đề nào cần mình không biết mình hỏi cũng được. Cái thứ tư nữa đó chính là bạn bè mình. Mình học mình không biết, mình hỏi bạn, mình hỏi thầy cô xong rồi mình hỏi người lớn rồi, mình hỏi bạn bè mình. Và thứ năm đó chính là bản thân mình. Các em phải tự rèn luyện, tự phải nỗ lực để mình đạt được. Như vậy các em sẽ thấy rằng là để mà mình thành công hay mình đạt được một cái mục tiêu nào đó, hoặc là đạt được cái môn học đó, các em phải trải qua năm cái nguyên tắc 5 người thầy này cho cô. Chứ đừng cũng không hẳn là cô Liên dạy cái gì là cô Liên ra đâu nha. Tại vì cái kiến thức nó rất là rộng, kiến thức nó rất là rộng. Và cái thời gian thì có hạn nên cô không thể nào truyền đạt hết cho các em được. Nhưng cô cố gắng sẽ truyền đạt cho các em những nội dung chính và nội dung cơ bản nhất thôi. Còn có những cái phần các em phải tìm hiểu, phải nghiên cứu và học hỏi từ cái 4 người thầy kia. Thì bài đầu tiên đó chính là bài một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật. Cái nội dung này ha các bạn, một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật. Như vậy các em sẽ có hai phần, phần nhà nước và phần pháp luật. Thì cô nói giống như hồi nãy cô đã nói với các em rồi đó, về nhà nước các em nắm được cho cô nguồn gốc nhà nước, bản chất nhà nước, chức năng của nhà nước, rồi gì nữa, cái sự hình thành của nhà nước có các cái kiểu nào, nhà nước có mấy kiểu, ít nhất các em phải nắm được cái điều đó. Pháp luật thì cái trọng yếu cốt lõi của phần pháp luật đó chính là các em nắm cho cô cái hệ thống pháp luật Việt Nam. Giống như hồi nãy có một số bạn trình bày đó, thì bao gồm quy phạm pháp luật, chế định pháp luật và ngành luật các em ha, và ngành luật. Như vậy các em sẽ thấy rằng là đó là những nội dung cốt lõi và chủ yếu, cho nên các em phải nắm được ha, phải nắm được. Tức là mình nắm cái phần cốt lõi mình mới có thể được 5 điểm thôi. Cho nên mình phải tiếp tục nghiên cứu, đầu tư, suy nghĩ thêm thì mình mới có thể có điểm số tốt hơn. Đến các cái ngành luật thì các em trước hết các em sẽ nghiên cứu về hiến pháp. Thứ ba, bài thứ ba các em nghiên cứu đó là pháp luật dân sự. Bài thứ tư đó là pháp luật lao động. Bài thứ năm đó chính là pháp luật hành chính. Bài thứ sáu là pháp luật hình sự. Bài thứ bảy là pháp luật phòng chống tham nhũng. Và bài thứ tám đó là pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng.
đây là nội dung chính và đúng theo cái chương trình mà Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã ban hành. Và khi các em học xong môn pháp luật, các em phải đạt được cái kiến thức như vậy đó, về những nội dung như vậy nha. À, chỗ phần này các bạn có ý kiến gì không ạ? À, có cần cô tập trung giảng chỗ nào nhiều hơn hay không? Thì hiện tại á, thì đang cũng như là đang cũng đang hoàn thiện cái đề thi cho các em, thì cũng có câu dễ cũng có câu khó, nhưng mà và mà báo với em là nó dàn trải lên tất cả các cái bài này nha, không có bài nào là không có có câu hỏi hết, và từ mức độ là cơ bản cho đến mức độ cao và nâng cao, cho nên buộc lòng là các em phải tập trung ngay từ bây giờ nha. Rồi các em đi sang bài đầu tiên cho cô một số vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật. Trước khi đi vào bài này, cô Linh hỏi các em hay là hỏi đố nho nhỏ, đó là có mấy kiểu hình thái kinh tế xã hội. Ví dụ cô cho một cái câu trắc nghiệm như thế này thì các em chọn A, B, C. Lịch sử loài người đã trải qua các hình thái kinh tế xã hội gồm có, thứ nhất là ba hình thái kinh tế xã hội. A ha. Câu A có ba hình thái kinh tế xã hội. Câu B có bốn hình thái kinh tế xã hội. Câu C có năm hình thái kinh tế xã hội. Câu D có sáu hình thái kinh tế xã hội. Bây giờ chọn A, B, C, D. Ví dụ câu trắc nghiệm như thế đó các bạn. Các bạn nghe rõ câu trắc nghiệm của cô Liên không ạ? Nghe rồi. Rồi, vậy thì các bạn á, theo các em chọn câu A, B, C. Năm hình thái rồi. Bạn nào mới trả lời cô Liên á? Dạ, Thanh rồi. À, Thanh. À, theo em là mấy? Dạ, năm. Câu gì câu mấy? Câu năm là câu C đúng không? Dạ. Rồi, có bạn nào có ý kiến khác không? Hay là đồng ý hết với Thanh à? Có bạn nào trả lời khác không? Em cũng chọn năm luôn cô. Em cũng chọn lời năm. Bây giờ cô học rồi, được rồi, những ai mà có cái đáp án khác không? Chọn đáp án A, B hoặc D không? Còn nếu không á, ai cũng chọn đáp án năm thì tuyệt vời rồi. Tuyệt vời rồi nha, các em nhớ kiến thức tốt. Rồi, câu 2. Trong các kiểu hình thái kinh tế xã hội sau đây, hình thái kinh tế xã hội nào chưa có nhà nước? A. Chiếm hữu nô lệ. B. Phong kiến. D. Tư sản. Và E. Cộng sản nguyên thủy. Chọn câu nào? Câu A rồi. Câu A rồi, cảm ơn em. Có ai có ý kiến khác không? Bạn nói câu A là xã hội chiếm hữu nô lệ. Có bạn nào có ý kiến khác không? Cô đọc lại. A. Chiếm hữu nô lệ. B. Phong kiến. C. Tư sản. Và D. Là cộng sản nguyên thủy. Câu D hả cô? Đúng rồi, câu D nha, là cộng sản nguyên thủy. Thì xã hội cộng sản nguyên thủy thì chưa có nhà nước. Ví dụ như thế thì đó là cấp độ dễ mà các em làm. Đó là cơ bản nhất. Thì cái kiểu đề trắc nghiệm nó sẽ như vậy. Và cái cách các em làm nó rất là nhanh nha. Thì cô sẽ giới thiệu các bạn về cái phần bài thứ nhất đó là hai. Hôm mình làm 4 bài thì hôm nay mình làm bài thứ 1 nha, bài 1 cho nó xong. Thì các em đi cho cô cái phần nhà nước nè. Cái phần này thì chắc là các em cũng đã biết nhiều rồi. Vì vậy thì nhà nước ra đời từ nguyên nhân nào? Các em có thể nhắc lại cho cô không? Nguồn gốc ra đời nhà nước hay là nguyên nhân nào ra đời nhà nước? Các bạn nhớ không ạ? Cô Liên luôn luôn dặn các bạn là gì? Nhớ các cái từ thôi. Cái từ cốt lõi thôi.
mà mình không sẽ không bao giờ mình quên, đó là gì? Các bạn sẽ nhớ cho cô rằng gì? Nhà nước, cái nguồn gốc ra đời nhà nước là do xuất hiện tư hữu và giai cấp. Chính cái việc mà xuất hiện tư hữu làm cho phân biệt giàu và nghèo, làm xuất hiện giai cấp bị trị, giai cấp thống trị, giai cấp bóc lột và giai cấp bị bóc lột. Các cái giai cấp này không bình đẳng nhau, dẫn đến đó, có cái sự mâu thuẫn và dẫn đến đấu tranh giai cấp và phải cần không thể điều hòa được, cần có một tổ chức đứng ra điều hòa lại nha, giải quyết các cái mâu thuẫn đó, quản lý các mâu thuẫn đó, thì mình gọi đó là nhà nước ha các bạn ha, là nhà nước. Như vậy các bạn sẽ thấy rằng là cái nguồn gốc ra đời, các em chỉ nhớ cho cô, các em ghi lại ha, các em ghi lại cho cô, nguồn gốc ra đời thì đó là do xuất hiện yếu tố tư hữu và giai cấp. Và trong đó cái quan trọng nhất đó chính là trong xã hội đã có sự phân chia giai cấp và mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được, cần phải có nhà nước. Thì đó chính là nguyên nhân ra đời của nhà nước, được không nè? Rồi bản chất của nhà nước, các em nhớ cho cô, bản chất nhà nước thì nhà nước có tính giai cấp và vai trò xã hội. Nhớ nhiều cái là cô cũng bốn chữ thôi. Nếu mà nguồn gốc ra đời nhà nước á, hay là nguyên nhân ra đời nhà nước đó, đó là tư hữu và giai cấp, thì bản chất của nhà nước đó, đó chính là tính giai cấp và vai trò xã hội. Đó là các cái kiểu nhà nước nói chung, tất cả các cái nhà nước đều có mang tính như vậy. Vậy thì bản chất của nhà nước ta thì được ghi nhận trong cái hiến pháp 2013 nha các bạn. Hiến pháp 2013 nói gì? Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, là nền tảng của giai cấp công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức. Như vậy nhà nước ta cũng có bản chất giai cấp, nhà nước ta cũng có tính vai trò xã hội. Và cái điều bản chất nhà nước chúng ta được ghi nhận tại điều 2 của Hiến pháp 2013. Và như vậy ở Việt Nam chúng ta vẫn tồn tại giai cấp nha các bạn. Và mục tiêu của nhà nước ta đó là của vì nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Và cái thể chế của nhà nước ta đó là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, được không ạ? Pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Và là cái trong đó tồn tại, vẫn tồn tại giai cấp, vẫn còn tồn tại giai cấp, đó là giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, tầng lớp trí thức và các cái giai cấp khác, ví dụ như tư sản ha, tư sản ở Việt Nam mình vẫn có tư sản nha. Thì đó là cái tính cái bản chất giai cấp của nhà nước ta. Các bạn đi cái ý tiếp theo, đó là chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Thì các cái kiểu nhà nước như hồi nãy các bạn nói luôn, nhà nước thì có bốn kiểu ha. Nhà nước chủ nô, nhà nước phong kiến, nhà nước tư sản và nhà nước xã hội chủ nghĩa. Thì cái kiểu nhà nước nào cũng có hai chức năng thôi. Đó là chức năng đối nội và đối ngoại. Các em cũng nhớ cho cô bốn chữ thôi. Đối nội, đối ngoại, đối nội, đối ngoại, đối nội, đối ngoại nha. Còn đối nội là những hoạt động nào, đối ngoại là những hoạt động nào, thì lại là chuyện khác của mỗi quốc gia. Ví dụ có nói Việt Nam chúng ta, đó là tổ chức quản lý nền kinh tế, tổ chức ổn định tình hình chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh, rồi tổ chức quản lý văn hóa xã hội, hay là bảo đảm sự bình đẳng giữa các dân tộc, rồi bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của công dân. Thì trong các cái chức năng này các em cũng đã hiểu rồi, nhưng có một cái cô phân tích cho các em. Đó là gì? Hiện nay cái tình hình dịch bệnh nó lan tràn, thì các em sẽ thấy rằng là chức năng mà ổn định nền kinh tế nè, để phát triển kinh tế nhưng đồng thời phải dập được bệnh, đúng không nè, được khống chế được bệnh, rồi gì nữa, phòng và chống lại dịch bệnh, thì đó là một trong những chức năng của nhà nước ta. Đó. Ở trên các bạn thấy rằng là để mà xảy ra cái tình trạng như hiện nay á các bạn, nó cũng có nhiều yếu tố lắm.
đó cũng là một trong những yếu tố liên quan đến cái khả năng mà quản lý của nhà nước ta. Và đặc biệt là hiện nay cái tình hình nó đang rất là căng thẳng ở thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến dịch bệnh. Thôi những cảnh là thôi những cái lên án đi, vì các bạn biết rồi, đều là mới cả mà nó diễn biến khôn lường lắm các bạn. Đâu đó vẫn còn những người trách móc, đâu đó vẫn còn lên án bộ máy chính quyền của chúng ta làm không tốt, hay là bộ phận y tế làm không tốt, vân vân. Thì các bạn cứ tưởng tượng đi, một ngày 4-5 ngàn người bệnh như vậy, nhưng mà cái lực lượng y tế của chúng ta không nhiều các em. Ví dụ một bệnh viện có sức chứa khoảng 1.000 bệnh nhân, nhưng có thể là chỉ có không tới có mấy chục bác sĩ y tá để mà chăm sóc thôi. Và các bạn thấy là cái dịch bệnh này nó đã kéo dài quá lâu rồi, từ tuần thứ nhất của tháng 5 á, tuần thứ nhất của tháng 5 và đã kéo dài đến nay là tuần thứ 2, thứ 3 của tháng 7 rồi các bạn. Bước sang tuần thứ 3 của tháng 7. Thực sự mà nói đó thì cái lực lượng y tế của mình đã gọi là quá tải rồi. Họ không thể nào chịu đựng nổi, tức là nó vừa kéo dài mà vừa mỏng nữa các em. Lực lượng y tế mỏng nữa. Cho nên là hiện nay nhà nước cũng đã cố gắng để mà thực hiện cái chức năng đối nội này đó các em. Thì họ cũng đã huy động lực lượng y tế ở tất cả các tỉnh thành dồn về, không chỉ cho thành phố Hồ Chí Minh mà cho các cái tỉnh miền Nam nữa. Các em thấy rằng là ở miền Tây 3 lần trước thì cũng đâu có vấn đề gì, nhưng mà lần này miền Tây cũng đã bị ảnh hưởng rất nhiều, và các cái tỉnh miền Tây đều phải áp dụng cái chỉ thị 16 của Thủ tướng, tức là sẽ hạn chế và giãn cách cách xã hội. Theo chỉ thị 16 là hiện nay cái chỉ thị mà gọi là nặng đô nhất đó các bạn ha. Thì và có thể nói rằng cái chức năng chưa bao giờ mà thực hiện cái chức năng đối nội lại cực như hiện tại ha các bạn. Thì rất là khó khăn hiện tại. Thì đó chính là chức năng đối nội của nhà nước ta. Và các em thấy rằng là nếu mà cái việc này mà để cho tư nhân làm không được, tư nhân làm là không được, chỉ có nhà nước làm mới được, nhà nước mới đủ sức nha các bạn. Đủ sức về tài nguyên, đó là về con người, về tiền bạc, về cái uy tín để mà làm. Cho nên có thể là đâu đó vẫn có những cái mặt chưa tốt. Đó là có thể là sự khan hiếm thực phẩm mà bấy lâu nay những người ta cũng có ý kiến. Thứ hai nữa là có những cái người bệnh thực sự cũng chưa được chăm sóc. Và thứ ba nữa là vẫn có cái tình trạng là khi đưa vào khu cách ly á, thì cũng có cái sự lây nhiễm chéo đó các em. Phải thừa nhận là hiện nay cái số ca dịch bệnh tăng nhanh là cũng một phần lây nhiễm chéo trong các cái khu cách ly. Thì đó cũng là một những cái điểm hạn chế. Tuy nhiên thì các nhà chức trách cũng như là những nhà quản lý của nhà nước ta đó đã cố gắng. Cho nên các em thay vì những lời trách móc, thay vì những lời lên án, chúng ta cố gắng ủng hộ được đó, thì mình ủng hộ, còn không thì mình im lặng đi nha. Đừng làm cái tình hình nó xấu đi. Thì có một số cô nói đặc biệt á, là các cái thế lực mà xưa nay muốn chống lại Việt Nam á, muốn gọi là xóa bỏ cái thể chế thể chế xã hội chủ nghĩa, cũng như là muốn lật đổ nhà nước ta để thay thế gì? Thay thế một chính phủ mới, thay thế một sự đòi đa nguyên và đa đảng. Thì đây chính là cái thời cơ nha các bạn. Thì các cái trang mạng cũng như là các trang báo, rồi các cái kênh thông tin của các cái đài ở nước ngoài đều nói về cái vấn đề này, là chức năng đối nội của nước ta đó. Nhưng mà họ cũng tham gia để mà họ lên án, rồi họ bôi nhọ. Thì cô nói rằng là các em phải tin rằng là nhà nước và các nhà chức trách của Việt Nam cũng đã cố gắng hết sức rồi. Họ cũng đã dùng mọi phương án, mọi biện pháp, và họ đã cố gắng nhiều rồi. Còn những người ở nước ngoài
họ chỉ nói thôi các em, họ nói họ đâu mất mát gì, đã thế họ nói như thế họ còn được tiền nữa, họ chống phá được cách mạng Việt Nam họ còn được tiền nữa, rồi họ ra rã đạo lý, ra rã là họ lên án, nhưng mà họ có mất mát gì đâu, và họ cũng chẳng giúp được dân mình bất kỳ điều gì cả. Cho nên các em cần phải nâng cao cảnh giác về những cái đối tượng lợi dụng tình hình đối nội của chúng ta đang đang có những cái vấn sự kiện như vậy để mà họ họ muốn lật đổ đó các bạn. Cho nên mình cần cảnh giác hơn nha các bạn. Những thông tin mình nghe đâu đó, hoặc là những thông tin trên Facebook, hoặc những cái thông tin trên các trang mạng xã hội, thì các em cô nói rằng các em phải cẩn thận, không nên share hoặc là không nên chuyển cho bạn bè một cách chưa được kiểm chứng nha, chưa được kiểm chứng. Và nếu đã thiệt như thế thì các em cũng không nên đưa lan truyền chi nha, làm xấu hơn tình hình. Mà nếu chúng ta làm không đúng thì đâm ra mình là chính là những tội đồ của quốc gia mình nữa. Mình đã thế có thể mình vi phạm về các cái quy định về đăng bố các cái thông tin. Cho nên các em phải sáng suốt cho cô là đọc thông tin phải có kiểm chứng, đọc thông tin phải để biết thôi, để tham khảo và có cái nhìn khách quan, không nên truyền tải hoặc là đưa những cái thông tin chưa được kiểm chứng để làm xấu hơn tình hình, và nó sẽ rơi vào cái âm mưu của những kẻ gọi là diễn biến hòa bình nha các bạn. Đối nội mình cũng đang khó khăn lắm rồi, mà dân của mình là càng phải tỉnh táo hơn bao giờ hết nha các bạn, càng tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cái đó là mình nói cho nó rộng hơn theo cái nghĩa là mình giúp nước mình, nhưng mà bản thân các em là giúp chính các em á. Các em đừng có đưa những cái thông tin không được kiểm chứng thì nó ảnh hưởng đến cái các em nữa, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự luôn, chứ không phải là chuyện bình thường đâu. Thì cái cô mong muốn các em học không chỉ là học có kiến thức mà phải sáng suốt nha. Phải sáng suốt là các em phải biết rằng là lợi dụng cái tình hình đối nội của Việt Nam mình nè, đang phải tập trung cho cái dịch bệnh này nè, và họ luôn luôn mong muốn rằng là chia rẽ nè, động nè, sự hận thù nè, vân vân, nó làm rất là nhiều cái. Cho nên các bạn cũng vẫn phải lưu ý cho cô về cái chức năng đối nội này ha. Thì trong các cái chức năng á, thì chức năng đối nội đối ngoại cái nào cũng quan trọng, nhưng cái quyết định chính là đối nội nha các bạn. Đối nội đất nước có yên bình, có bền vững, có phát triển thì nó mới dẫn đến là chức năng đối ngoại mình nó tốt hơn được. Nên các em lưu ý và luôn luôn cảnh giác giúp cô. Thứ hai, cô nhắc đến cái chức năng đối ngoại là gì? Chức năng đối ngoại chính là bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Nhớ nha, bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đó, chính họ lợi dụng cái tình hình của Việt Nam lúc bấy giờ, họ mới sẽ làm gì? Sẽ muốn là gì? Lật đổ cái chế độ xã hội chủ nghĩa đó các em. Lật đổ cái chế độ xã hội chủ nghĩa. Nhưng mà các em thấy rằng là chức năng đối ngoại, đối nội có vững thì dẫn đến chức năng đối ngoại, cái tiếng nói, cái tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên thế giới nó mới vững bền được. Và các em thấy rằng là chức năng đối ngoại, một trong những chức năng đối ngoại không kém phần quan trọng nữa, đó chính là Việt Nam sẽ tham gia làm bạn với các cả các nước trên thế giới và không phân biệt thể chế chính trị nha. Thì tình hình hiện nay các bạn thấy rằng là chức năng đối ngoại hay chức năng đối ngoại, đối nội thì mình chia ra để mình biết thôi, chứ còn hai cái đều có hỗ trợ nhau ha các bạn. Về mặt đối ngoại thì Việt Nam cũng luôn luôn vừa cái ổn định các cái hoạt động trong nước là đối nội, để mà tìm mọi cách để ổn định, để không làm cho dịch bệnh phát triển. Nhưng còn chức năng đối ngoại là mình phải sao? Tiến hành hợp tác, rồi đi thương lượng, đi ngoại giao để mà gì? Để mà mua vaccine, rồi tranh thủ sự ủng hộ, đó có thể là Nhật Bản, đó có thể là Mỹ, để mà gì? Để mà xin những cái nguồn viện trợ vaccine về chích cho người dân Việt Nam mình. Và đồng thời thì trong đó chức năng đối nội thì cái hoạt động đối nội của trong nước mình cũng phải là tìm mọi cách để mà sản xuất được vaccine có nguồn gốc từ Việt Nam, để mà chủ động các bạn. Chứ còn bây giờ rõ ràng là đi xin thôi, đi xin đó là chức năng đối ngoại đó.
mình làm sao tranh thủ sự ủng hộ, tranh thủ cái ngoại giao, bằng con đường ngoại giao để mình đi xin, chứ giờ có tiền mua cũng không được các em, vì cái lực lượng, cái lực mà sản xuất ra nó không đủ, và người ta đã đặt mua trước đó rất nhiều năm rồi, và người ta đới đợt mới có, còn mình thì không có chủ động nguồn vaccine, cho nên hiện tại thì các em thấy rõ ràng chức năng đối ngoại và đối nội cũng luôn đang xen nhau, không có thể tách rời cùng một vấn đề thôi, nhưng mà kể cả chức năng, kể cả đối nội hay đối ngoại cũng phải hỗ trợ cho nhau để mà giải quyết các cái vấn đề phát sinh. Thì các em thấy hiện nay là các cái tỉnh thành họ đưa những cái y bác sĩ, đội ngũ bác sĩ, rồi đưa những cái nguồn hàng viện trợ vào thành phố Hồ Chí Minh và cả cái tỉnh miền Nam, thì coi các bạn thấy ha, thấy rất là nghèo thì đó là cái mình không làm được gì, thì mình cố gắng đừng làm xấu hơn cái tình hình của đất nước nữa nha. Rồi đó là về cô chia sẻ với các bạn, thứ nhất là về nguồn gốc nhà nước, thứ hai là bản chất nhà nước, và thứ ba là chức năng đối nội, đối ngoại là chức năng. Vậy thì cô đã nói về ba cái vấn đề rồi. Cô muốn các bạn nói cho cô biết nè. Bạn Hoài Bảo. Hoài Bảo có đi, có học đó không? Hoài Bảo ơi. Em đây cô ơi. Hoài Bảo nhắc lại cho cô nè. Nguồn gốc ra đời của nhà nước là do hai yếu tố nào, Hoài Bảo? Nguồn gốc ra đời của nhà nước hay là nguyên nhân nào ra đời nhà nước? Hả? Hoài Bảo, nhắc lại cho cô coi, nguồn gốc ra đời nhà nước, cô nói các em nhớ có 4 chữ thôi mà không nhớ làm sao mình giờ thi. Thùy Dương, thấy Thùy Dương mở mic nè. Thùy Dương có trả lời không? Dạ không cô. Ngọc Hà. Ngọc Hà có học đó không ạ? À? Dạ có cô ơi. Ngọc Hà cho cô biết nè, nguồn gốc ra đời nhà nước là do nguyên nhân nào? Nãy cô nói nhanh quá, không kịp cô ơi. Ui, các em có quyền mà. Cô Liên nói nhanh, các em có quyền nói, cô Liên dừng lại mà. Nói chậm lại mà. Ủa? Ở trong lớp mình có bạn nào biết không? Có bạn nào biết nguyên nhân nào ra đời nhà nước không? Yến Thư. Dạ thưa cô, là tư hữu và giai cấp. Biểu các em nhớ có 4 chữ đó rồi. Cảm ơn Yến Thư. Có nhớ 4 chữ thôi hà, đâu có nhớ nhiều. Rồi cảm ơn Yến Thư. Rồi bạn nào trong lớp mình cho cô biết nè. Bản chất của nhà nước. Bản chất của nhà nước. Cô nói cho em rồi nha. Nhắc lại rồi. Và yêu cầu các em nhớ cô 4 chữ thôi. 4 chữ đó là gì? Đối nội đối ngoại hả cô? Đối nội đối ngoại là chức năng. Cái cô muốn hỏi các em là bản chất của nhà nước á. Giai cấp và xã hội. Giai cấp và xã hội nha. Cho nên là các bạn nhớ có nhiêu đó thôi, để mà các bạn sẽ thấy, sẽ biết. Nhớ thôi. Không cần nhớ nhiều, nhớ ít thôi nha. Nhớ chức năng của nhà nước. Rồi chức năng nhà nước có những chức năng gì? Hả? Nhà nước có chức năng gì? Phước Thanh. Ví dụ vô đề thi thế, ví dụ như thế này. Chức năng nhà nước gồm có A. Chức năng đối ngoại. B. Chức năng đối nội. C. Chức năng bảo vệ tổ quốc. D.
bao gồm cả chức năng đối nội và đối ngoại. Câu hỏi chọn D. Chức năng đối ngoại và đối nội. Là đối nội đúng không? Rồi cảm ơn. Đó, nhớ nhiều đó thôi. À, còn cái bản chất của nó thế nào thì mình nắm sâu. Nhưng mà cái gốc là mình phải nhớ như vậy cho cô. Rồi. Đó là về chức năng nha. Các em đi sang cho cô những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. À, nguyên tắc là gì? Nguyên tắc là những tư tưởng, những nguyên lý chỉ đạo xuyên suốt cái quá trình nè, tổ chức thành lập hoạt động của các cơ quan nhà nước. À, cho nên các em nhớ cho cô các cái nguyên tắc sau đây. Thứ nhất đó là gì? Nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Nhớ năm cái này em phải nhớ, năm cái này em phải nhớ. Ví dụ cô nói những nguyên tắc nào trong các nguyên tắc sau không phải là nguyên tắc tổ chức hoạt động của cơ quan quyền nhà nước. Ví dụ như để thì ngoài năm cái yếu tố này cô đưa một cái yếu tố khác, ví dụ như là cô đưa vô một cái như là chủ quyền quốc gia, ví dụ như nguyên tắc chủ quyền quốc gia. Để thì mình có nhớ năm nguyên tắc này mới nói, mà trong năm nguyên tắc nó đâu có cái nguyên tắc nào là nguyên tắc chủ quyền quốc gia đâu, thì lúc đó mình sẽ chọn được nha. Rồi các em nhớ cho cô này, có năm nguyên tắc tổ chức hoạt động của nhà nước bao gồm: thứ nhất là tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Thứ nhất. Thứ hai, đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Cô Liên ôn thôi cho nên cô Liên sẽ không có giải thích nhiều nha. Còn các bạn lát nữa cô hỏi mà không có lấy lý do là cô nói nhanh quá, em không nhắc lại được nha. Các em được quyền mà, trong quá trình cô giảng xí ha, biết xí không? Chơi cái kêu xí, cô Liên giảng lại cho em cái nội dung đó ha. Thứ ba đó là nguyên tắc tập trung dân chủ. Thứ tư đó là pháp chế xã hội chủ nghĩa. Và thứ năm đó là bảo đảm sự bình đẳng giữa các dân tộc. Như vậy năm cái nguyên tắc này các em phải thuộc cho, phải nhớ, phải thuộc luôn. Mình vô khi đó là mình đánh thôi nha, chứ không còn suy nghĩ ngồi đó mà suy nghĩ nữa, thì mình không có thời gian đâu để mình suy nghĩ đâu nha. Rồi các em sang cho cô bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hữu Lộc ơi, Hữu Lộc nhắc lại cho cô năm cái nguyên tắc tổ chức hoạt động nhà nước ta coi Lộc. Đó là tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước. Rồi gì nữa? Đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Đúng rồi. Có thứ ba là tập trung dân chủ. Đúng rồi. Thứ bốn là pháp chế xã hội chủ nghĩa. Đúng rồi. Thứ năm là bảo đảm sự bình đẳng giữa các dân tộc. Rồi, cảm ơn em. Đúng rồi, mình nhớ nha. Mình nhớ năm cái nguyên tắc này cho cô. Rồi, bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì các em nhớ cho cô nè. Bộ máy nhà nước, nói đến bộ máy nhà nước, nó là hệ thống. Một hệ thống nhiều các cơ quan được thành lập tổ chức hoạt động theo những nguyên tắc chung thống nhất. Tức là nó phải là hệ thống. À, các cái bộ phận đó, nó nhiều bộ phận mà. Nhưng mà nó phải là bộ phận mà nó hợp với nhau. Hợp rơ, nó giống như là từ hợp rơ đó các em. Một cái xe, một cái máy móc phải hợp với nhau. Các bộ phận cấu thành nó phải hợp rơ với nhau. Nó phải tạo thành một cái đồng bộ ha, chứ không có, mình không có lắp ráp được một cái máy này với cái máy khác thì nó không phù hợp. Cho nên bộ máy nhà nước nó là sự hợp thành của nhiều các cái cơ quan trong hệ thống các cái cơ quan nhà nước, và chính các cơ quan đó nó sẽ tạo thành một cái cơ chế đồng bộ. Mấy hôm nay người ta đang lên án là ở Khánh Hòa có sự việc là cái anh này ở chính quyền xã đó, thì dân đi mua bánh mì, mấy họ nói rằng là bánh mì không phải là thực phẩm thiết yếu, và thế là bây giờ dân chúng ta lên án quá trời luôn ha, nói ông này như thế này, ông này như thế kia, tại sao lại cho rằng là bánh mì ảnh hưởng đến ngày xưa Marx Lenin ăn ghen ăn toàn bánh mì chứ cái gì đâu ha, người ta lại là phóng đại nó lên. Thì có thể là trong quá trình thực hiện đó
họ 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 cũng có cái quan liêu đó các bạn ha. Và các em lưu ý cho cô rằng là các cái cơ quan nhà nước thì nó bao gồm cả các cái cơ quan trong cái sự quản lý chung luôn, và các cơ quan chuyên môn chuyên ngành. Cho nên là các em thấy là ví dụ như chính phủ sẽ qua là quản lý chung cho các cái cơ quan hành chính hành pháp nha. Rồi quốc hội là cái hệ thống cơ quan lập pháp, và cái viện kiểm sát và tòa án là cái hệ thống các cái cơ quan thuộc hệ cái hệ thống các cơ quan tư pháp. Thì cái bộ máy này á, các cái cơ quan này á, nó hợp thành nên cái bộ máy nhà nước nha. Bộ máy nhà nước, nói đến bộ máy nhà nước là nhiều các cái cơ quan nhà nước. Bây giờ vậy thì cô Liên muốn hỏi các bạn nè. Vậy thì các em có thể kể tên cho cô các cái cơ quan nhà nước được hay không? Thùy Dương, Lâm Thị, Thùy Dương, N35 hả? 25. Khóa 25. Lâm Thị, Thùy Dương có đó không em? Dạ có. Em trả lời cho cô Liên nghe coi các cơ quan trong hệ thống các cơ quan nhà nước. Em không nhớ. Không nhớ luôn. Không nhớ một cơ quan nào hay là không biết một cơ quan nào luôn. Có bao giờ đến các cơ quan nhà nước bao giờ không Dương? Dạ, ít lắm rồi. Ít lắm hả? Ví dụ như là bây giờ Dương đang ở tỉnh nào Dương? Em đang ở thành phố cô. Đang ở thành phố Hồ Chí Minh, quận mấy? Em đang ở quận 8. Quận 8, rồi. Phường mấy? Phường 15. Phường 15, phường 15 là cái phường mà đang bị dịch bệnh cũng có nhiều phải không Dương? Dạ đúng rồi cô. Có cái khu chỗ em có bị phong tỏa không? Có nhưng mà gỡ lâu rồi con. Rồi. Vậy thì ai đã thực hiện cái việc phong tỏa cái khu như đó? Cái khu phường 15 của nhà em? Ở trên phường đó con. Ở trên phường. Vậy có thì phường theo em đó, phường là cái gì mà dám phong tỏa khu vực em đang sống? Cái em học em biết rồi. Mọi người đều có tự do đi. Đúng rồi, chính xác. Đó là cơ quan nhà nước đó em nha. Họ được cái quyền lực nhà nước. Rồi cảm ơn Thùy Dương. Thì cơ quan nhà nước xung quanh em nhiều lắm, chứ không riêng gì là Ủy ban Nhân dân đâu. Rồi các em thấy rằng có cả lực lượng công an, quân đội luôn ha. Thì đó cũng là các cơ quan nhà nước. Và họ phối hợp các cơ quan này với nhau để thực hiện các công việc của mình. Thì cái việc mà phong tỏa phường của mình, phong tỏa cái khu phố của mình á, thì không phải tự dưng người ta phong tỏa đâu. Người ta phải có thẩm quyền người ta mới được phong tỏa. Ví dụ cô nói rằng là các em trong hiến pháp ghi nhận các em có quyền gì? Quyền tự do đi lại, quyền tự do cư trú, quyền được... một trong các cái quyền mà trong cái việc mà đợt phong tỏa này á, mà nó ảnh hưởng các em nhất đó chính là cái việc tự do đi lại. Nhưng mà tự nhiên họ căng dây ra ha. Họ không cho mình đi lại. Và thậm chí bây giờ các em đi ra ngoài đường, người ta chặn mình lại. Người ta được quyền kiểm tra hành chính, đi đâu làm gì. Và mấy bữa nay có mấy vụ cũng vui vui, các bạn thấy không? Bây giờ đi mà chở có anh chàng chở cái tủ gỗ từ Bình Dương qua quận 7, thế là cũng bị chặn lại xử phạt hành chính, lý do là chở hàng không thiết yếu vào cái đợt này. Thì các bạn thấy rằng là rõ ràng người ta chở tủ gỗ chả có vấn đề gì cả nha. Chở cái thùng gỗ hay cái tủ gỗ, tủ quần áo á, là hợp pháp chứ có gì đâu. Nhưng mà lần này thì không được, các bạn thấy không? Thì ai có cái quyền đó thì đó chính là các cơ quan nhà nước rất nhiều. Nó là cái sự liên ngành ha các bạn, liên các cái cơ quan phối hợp với nhau, công an, quân đội, rồi kể cả quản lý thị trường, cảnh sát, rồi ủy ban nha, các cái cơ quan có thẩm quyền quản lý chung và các cái cơ quan có thẩm quyền quản lý về ngành. Rồi bên cạnh đó có những người đi ra ngoài đường mà không có lý do chính đáng họ được xử lý ha. Thì đó chính là các cơ quan nhà nước mới có cái thẩm quyền như vậy ha các em ha. Thì các em coi các cái cơ quan nhà nước đây.
Đó, các em thấy nè. Đó, các cái bộ phận để cấu thành bộ máy nhà nước thì có thể nói rằng các em nhớ, luôn luôn nhớ cho cô rằng các cái cơ quan quản lý nhà nước á, hay là bộ máy nhà nước của Việt Nam mình là không có phân chia. Mình không bao giờ được dùng từ phân chia nha các bạn. Mà cơ quan nhà nước hay là bộ máy nhà nước của chúng ta là có sự phân công phối hợp hợp lý giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp. Chứ không được, mình không bao giờ được dùng từ phân chia. Phân chia là sai luôn nha, là sai luôn. Cho nên các em nhớ cho cô cái từ phân công. Phân công thì khác với phân chia. Phân công tức là giao cho anh này nè cái mảng quản lý về làm luật. Cái anh kia thì làm gì? Thực thi pháp luật, quản lý xã hội bằng pháp luật. Anh thì sẽ bảo vệ pháp luật. Đó là các cái cơ quan tư pháp. Chứ mình không có nói rằng là bộ máy nhà nước hay là quyền lực nhà nước thì được phân chia thành lập pháp, hành pháp và tư pháp. Mà các em luôn luôn nhớ cho cô, đó là gì? Đó là bộ máy nhà nước là của Việt Nam á, là phân công, nhớ nha, phân công phối hợp hợp lý giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp. Lập pháp, hành pháp và tư pháp. Lập pháp các em thấy nha, cao nhất và duy nhất ha. Lập pháp duy nhất, các em câu này các em phải ghi vô. Cơ quan quốc hội là cơ quan lập pháp duy nhất. Được chưa? Là cơ quan lập pháp duy nhất. Đó. Không ngoài quốc hội ra không có cơ quan nào được quyền lập pháp hết. Làm ra luật mà, làm ra hiến pháp, làm ra luật thì chỉ có quốc hội mới được làm điều đó. Đó. Thứ hai, cái nhóm nữa rằng cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương các em nhìn thấy nè, hội đồng nhân dân cấp tỉnh, hội đồng nhân dân cấp huyện và hội đồng nhân dân cấp xã. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, hội đồng nhân dân cấp huyện, hội đồng nhân dân cấp xã thì mình gọi đó là chính cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Như vậy từ cái ý này các em thể thấy rằng quốc hội cũng là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất trong bộ máy nhà nước của chúng ta. Thì đó chính là cơ quan quyền lực nhà nước. Thứ hai là cơ quan hành chính nhà nước. Cơ quan hành chính nhà nước và có thực hiện quyền hành pháp. Đứng đầu ở trung ương đó chính là chính phủ. Người đứng đầu chính phủ gọi là thủ tướng chính phủ. Ở các cấp ở dưới thì có ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Thì các bạn thấy rằng là đây là những cơ quan có thẩm quyền chung. Họ quản lý tất cả các cái vấn đề trong xã hội, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Thì các cái cơ quan trong cái nhóm này sẽ trực tiếp quản lý. Ở trung ương thì mình có chính phủ, ở địa phương thì mình có ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Cô Liên đố các em, ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức sẽ thuộc cấp nào sau đây? Thứ nhất là trung ương, thứ hai là cấp tỉnh, thứ ba là cấp huyện và thứ tư là cấp xã. Theo các em là A, B, C, D. Như là cấp tỉnh. Cấp tỉnh. Cảm ơn Phước Thanh, cảm ơn Hữu Lộc. Có ai có ý kiến khác không? Có ai có ý kiến khác không ạ? Theo các em, thành phố Thủ Đức thì thuộc cấp tỉnh. Có ai có ý kiến khác không? A, trung ương. B, cấp tỉnh. C, cấp huyện. D, cấp xã. Có trách nhiệm làm vậy á. Giờ thuộc cấp nào? Bạn Hữu Lộc, bạn Phước Thanh cho rằng đó là cấp tỉnh. Có bạn nào có ý kiến khác không? Hồi Bảo. Cấp nào Hồi Bảo? Dạ tỉnh cô ơi. Cũng cấp tỉnh luôn. Ngọc Hà. Cấp dạ. Nào Ngọc Hà? Hồi nãy cô nói cấp tỉnh, cấp giống huyện hả cô? Thành phố. Cấp trung ương. B, cấp thành phố. B, cấp tỉnh. B là cấp tỉnh, C là cấp huyện và D là cấp xã.
Vậy thì thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức thì thuộc cấp nào trong đây? Nghĩ là trung ương đó không? Em nghĩ là trung ương rồi, cảm ơn em. Bạn chọn câu câu A. Bạn Ngọc Hà chọn câu A. Bạn Hữu Lộc, bạn Phước Thanh chọn câu B. Bạn Hoài Bảo cũng chọn câu B. Có bạn nào có ý kiến khác nữa không ạ? Có ai chọn cấp huyện không ạ? Thuận Cường. Thuận Cường có đi học đó không Thuận Cường ơi? Dạ em đây cô ạ. Vậy thì Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức thuộc cấp nào? Dạ phân dân giữa huyện với trung ương cô. Cấp huyện với cấp trung ương, bỏ qua cấp dạ. tỉnh hả? Dạ. Rồi bây giờ chọn đi cấp nào. Bây giờ có A, B, C, D. Bây giờ hết giờ rồi, bây giờ chọn câu nào. Chọn B đó cô. Đây là cấp gì? Cấp huyện đó cô. B cấp huyện á. À, rồi dạ. Cảm ơn em. Mỹ Ngọc chọn cấp nào Mỹ Ngọc? Mỹ Ngọc. Rồi bỏ lớp dạ. này ra mất rồi. Đấy là cô Liên coi thử. Nó thuộc cấp nào? Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức á. Dạ thuộc cấp tỉnh. Cấp tỉnh. Vậy tỉnh bây giờ nó ngang hàng với thành phố Hồ Chí Minh. Ha? Cho nên các bạn nhớ cho cô nè. Ở trung ương á thì chỉ có thuộc có chính phủ thôi. Đây là cấp quản lý chung ở trung ương. Còn cấp ở địa phương á cao nhất là cấp tỉnh. Cấp tỉnh á thì bao gồm nè, tỉnh thành phố thuộc tỉnh nha. Cấp tỉnh thành phố trực thuộc trung ương là người ta gọi chung là một cấp gọi là cấp tỉnh nha. Thì nó bao gồm tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. Còn thành phố Thủ Đức á, nó thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên nói về cấp quản lý thì thành phố Thủ Đức chỉ thuộc cấp huyện thôi. Các em thấy không? Các cái công văn sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố gửi thành phố Thủ Đức và các quận huyện. Như vậy thành phố Thủ Đức thì nó đặc biệt hơn thôi. Nó đặc biệt họ mới nhấn mạnh rằng là thành phố Thủ Đức và các quận huyện thôi nha. Cho nên là nói về cấp quản lý thì Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức tương đương với cấp huyện thôi. Như vậy cấp huyện sẽ gồm có, trước đây thì có thành phố thuộc tỉnh, nhưng mà bây giờ có thành phố thuộc thành phố luôn. Cấp tỉnh gồm có nè, quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh, và bây giờ có thêm thành phố thuộc thành phố. Đó là một cấp nha, làm gọi là cấp huyện á. Còn cấp xã thì mình có phường, phường, xã, thị trấn, thị trấn thuộc một cấp gọi là cấp xã nha. Thì đó là các cái cấp về hành chính, quản lý hành chính. Ngoài ra có một cái cơ chế đặc biệt, đó chính là chủ tịch nước. Chủ tịch nước đây vừa là người đứng đầu cơ quan chủ tịch nước luôn nha, là nguyên thủ quốc gia. Ở Việt Nam mình ông Nguyễn Xuân Phúc á, là người đứng đầu nhà nước, là nguyên thủ quốc gia. Nếu mà về một cấp ngoại giao mà đi với vai trò là ban giao á, ví dụ đi các nước hợp tác với các nước với tư cách là nguyên thủ quốc gia, với cấp nhà nước á, thì chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là người đứng đầu nha các em ha. Thưa cơ quan, cái nhóm cơ quan tư pháp thì các em sẽ thấy rằng là tòa án nhân dân nhà tối cao hay là viện kiểm sát nhân dân tối cao, đây là hai cái nhóm cơ quan thuộc cái bộ trong cái nhóm là cơ quan tư pháp trong bộ máy nhà nước nha các bạn. Thì ở trung ương mình có tòa án nhân dân tối cao. Ở trung ương ngoài tòa án nhân dân tối cao thì có tòa án nhân dân cấp cao. Còn tòa án ở địa phương thì mình có tòa án nhân dân cấp tỉnh và tòa án nhân dân cấp huyện. Viện kiểm sát cũng vậy nha các bạn. Viện kiểm sát thì ở trung ương thì mình có viện kiểm sát nhân dân tối cao.
và Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao là thuộc cấp trung ương. Còn ở địa phương thì mình có cấp tỉnh và cấp huyện. Thì ở đây cái mũi tên mà mũi tên liền mạch nhau á, mũi tên đậm màu đen á, thì đó là sự hình thành. Còn cái sự lãnh đạo, giám sát thì các cái mũi tên gãy khúc á, thì đó là cái sự chỉ đạo và giám sát. Thì cô Liên đặt ra một cái vấn đề nữa hỏi các bạn là thủ tướng là do cơ quan nào bầu ra? Ngọc Hảo, Ngọc Hảo cho cô biết là thủ tướng chính phủ là do cơ quan nào bầu? Ngọc Hảo, rồi chạy mất à? Ngọc Hảo, Nhật Huy, à, em đây cô ơi, cái nãy giờ chạy đâu hả? Em mới ra coi rồi. Tại chó sổ quá cô. À, rồi Hảo trả lời cho cô nè. Dạ cô đọc lại với em mà. Thủ tướng chính phủ là do cơ quan nào bầu ra? Dạ em nghĩ là quốc hội rồi. Đúng rồi, đó là quốc hội. À, rồi Mỹ Ngọc cho cô biết nè, chủ tịch tỉnh á, chủ tịch tỉnh của mình á, do ai bầu ra? Hoặc là vừa rồi các bạn thấy là ông Nguyễn Thành Phong ở thành phố Hồ Chí Minh, thì ông Nguyễn Thành Phong đúng không, được tái đắc cử là chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì ông Nguyễn Thành Phong là do ai bầu ra? Có phải do chúng ta bầu ra không? Dạ yeah. Ai bầu? Do nhân dân bầu đó con. Do nhân dân bầu. Em có đi bầu ổng không vậy? Đó không? Do chủ tịch. Sao? Giờ chủ tịch ai nước ở thành phố chứ? Dạ không. Không. Ở chủ tịch nước ở Phước Thanh. Phước Thanh dừng lại tí nè, Phước Thanh cho con biết nè, bây giờ ông chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh là ông Nguyễn Thành Phong, ai bầu ra ông ra? Ông mới đắc cử á, ông mới tái đắc cử á. Ai bầu ra ông? Hội đồng nhân dân. Hội đồng nhân dân nào? Cô hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Đúng rồi. Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã bầu ra chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh là ông Nguyễn Thành Phong. À, tức là các cái đại biểu hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh á, gọi là hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh á, thì các cái đại biểu này đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Thành Phong làm chủ tịch tỉnh. Thì chủ tịch huyện cũng sẽ do hội đồng nhân dân cấp huyện bầu ra, và ủy ban nhân dân cấp xã, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã thì sẽ do hội đồng nhân dân cấp xã bầu ra. Thì hiện nay người ta đang thí điểm chính quyền đô thị. À, chính quyền đô thị thì cái cách thức bầu nó không còn giống này nữa nha. Nhưng tuy nhiên thì cái đó thì tôi sẽ bổ sung vào cái nghiên cứu sau. Đó là các cái cơ quan cấu thành nên bộ máy nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Như vậy phần 1 á, các em nắm cho cô này. Thứ nhất đó là gì? Đó là cái nguồn gốc ra đời nhà nước. Thứ hai, các em nắm được cho cô cái bản chất của nhà nước. Thứ ba là các em nắm cho cô chức năng của nhà nước. Thứ tư, các em nắm cho cô các cái nguyên tắc tổ chức bộ máy nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Và thứ năm là các em nắm cho cô được các cơ quan cấu thành nên bộ máy nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Như vậy cái phần một lớn các em phải nắm được cho cô năm cái ý đó, năm nội dung chính đó, đó năm nội dung chính như vậy. Yeah. Thi nhiêu đó chứ thi gì đâu ra đó, nắm được, nhớ được, vào phòng thi mình biết được thì mình làm rất là tốt thôi. Các em sang phần 2. À, hệ thống phần 2 của cái bài 1 đó chính là hệ thống pháp luật Việt Nam. Thì hệ thống pháp luật Việt Nam là tổng thể các cái quy phạm pháp luật. Đó là rớt mạng, cô bắt đầu lại ha. Hệ thống pháp luật Việt Nam, các em sẽ thấy rằng là hệ thống, nói đến hệ thống là nói đến nhiều các cái quy phạm pháp luật.
Cho nên hệ thống pháp luật Việt Nam nó là tổng thể các quy phạm pháp luật có mối liên kết chặt chẽ với nhau, được sắp xếp thành các chế định pháp luật, các ngành luật và được thể hiện trong các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Vậy thì câu hỏi các em nè, hệ thống pháp luật Việt Nam là sự hợp thành của những thành tố nào hay là những bộ phận nào? Cô xin mời các bạn ạ. Các bạn trả lời cho cô nè, trong cái hệ thống pháp luật Việt Nam thì gồm những bộ phận nào? Hả? Các em cho cô biết đi. Khi mà đọc cái khái niệm này nè, các em cho cô biết nè. Vậy thì cái hệ thống pháp luật Việt Nam thì gồm những bộ phận nè. Đó. Hệ thống pháp luật Việt Nam gồm những bộ phận nào? Đó là hiến pháp. Đó là hiến pháp. Bởi gì nữa? Là bộ luật. Đó là bộ luật. Rồi gì nữa? Gì nữa em? Hết biết rồi cô. Đó là hiến pháp, đó là bộ luật. Rồi. Yến Thư. Dạ, Yến Thư cho cô. Dạ thưa cô, là quy phạm pháp luật. Đúng. Ồ, gì nữa? Dạ hết biết rồi cô. Hết biết. À, nó là tổng thể các cái quy phạm pháp luật. Và cái quy phạm pháp luật này thì nó có mối liên kết như thế nào? Đúng không ạ? À? Rồi nó được sắp xếp khi mà nó liên kết với nhau, nó có mối liên kết với nhau thì nó sắp xếp thành các cái gì đây? Hả? Thành các cái gì? Thành các chế định luật. Nha. Và sau đó là nó thể hiện trong các cái văn bản quy phạm pháp luật. Vậy thì cô Liên hỏi các bạn nè. À, cái quy phạm pháp luật nha, quy phạm pháp luật khác có giống và khác với quy phạm pháp luật hay không? Văn bản quy phạm pháp luật với quy phạm pháp luật, cô để cô đánh lên để các em nhìn rõ hơn ha. Đây các em cho cô biết nè, cái quy phạm pháp luật, quy phạm nè, quy phạm pháp luật với là văn bản quy phạm pháp luật, à, theo các em có khác nhau không nha? Thì ở trên đây nó có hai cái cụm từ đó luôn nè các em nè. Thứ nhất là quy phạm pháp luật, các em thấy đúng không nè? Đó. Thứ hai là nó lại có cái từ là văn bản nè, các em phải nắm được cho cô chỗ này, đó là văn bản nè, thấy không? À, văn bản quy phạm pháp luật. Đó. Vậy thì cô Liên hỏi các bạn nè, quy phạm pháp luật với văn bản quy phạm pháp luật có khác nhau không? Mình phải hiểu cái này, mình hiểu cái này mình mới nắm được cái hệ thống pháp luật Việt Nam được nha. Rồi các bạn nào phân tích cho cô thử coi nó giống và nó khác nhau như thế này. Trước hết á, câu thứ nhất á, là nó có khác nhau không vậy đã? Theo các em nó có khác nhau không? Thứ nhất á, là có khác nhau không? Và thứ hai là khác nhau như, nếu mà có khác á, thì khác như thế nào? À. Đó. Được rồi. Bạn này cho cô biết là bạn nào xung phong mà. Để mình còn ai cô chưa gọi ha. Gần như gọi hết rồi. Thuận Cường đi. Thuận Cường cho cô biết nè. Văn bản quy phạm pháp luật với quy phạm pháp luật có khác nhau không? Em nghĩ là khác đó cô. À, khác nhau rồi. Theo em nó khác nhau ở cái gì? Dạ, khác ở chỗ là quy phạm là do
do nhà nước đề ra, còn văn bản là ban hành ra chỉ thị xuống á con, như tư tưởng như chỉ thị vậy, em nghĩ là vậy. Ừ, rồi cô Linh cảm ơn, cô Linh đã hiểu ý em rồi. Hoài Bảo, quy phạm pháp luật với văn bản quy phạm pháp luật có khác nhau không Bảo? Dạ không cô ơi. Theo em là không, đúng không? Nó là một. Dạ. Ừ, ok. Rồi, Mỹ Ngọc. Dạ. Theo em văn bản quy phạm pháp luật với quy phạm pháp luật có khác nhau không? Dạ, em nghĩ là giống nhau không? Giống nhau. Cảm ơn em. Yến Thư. Dạ thưa cô, em nghĩ là khác. Khác? Theo em khác cái gì? Khác về cái gì? Cô em nghĩ là quy phạm pháp luật là giống như cái hành động vi phạm pháp luật. Còn văn bản quy phạm pháp luật là văn, những cái văn bản quy phạm pháp luật giống như là trên những cái hợp đồng hay gì này kia cô. Ừ. Dạ, cô Liên hiểu ý nha. Rồi. Bây giờ cô Liên chưa đọc cái khái niệm nó ra, cô Liên chưa nói cái khái niệm nó lên. Mà cô Liên nói nè, các em có hay uống uống nước cam hay là nước chanh hay uống trà sữa, lớp mình hay thích uống cái gì? Ví dụ như là Phước Thanh nè, Phước Thanh hay uống cái gì Thanh? Thanh? Dạ. Em hay uống cái gì? Uống nước ngọt, rồi Coca-Cola đi mà. Vậy thì cô Liên hỏi luôn nè, bây giờ nếu ví như cái lon Coca-Cola nó chứa là cái quy phạm pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật, vậy thì trong cái lon Coca nó gồm nước và cái lon không, thì theo các em á, quy phạm pháp luật là cái lon hay là cái nước, và văn bản quy phạm pháp luật á là cái nước hay cái lon? Ngọc Hảo, dễ chưa, đúng không? Mình nói được chứ. Bây giờ cái lon Coca-Cola đi, thì trong đó nó gồm có cái lon và cái nước chứa trong cái lon. Vậy thì văn bản quy phạm pháp luật với quy phạm pháp luật, cái nào là cái lon mà cái nào là cái nước chứa trong cái lon đó? Nước là văn bản hả cô? Nói tiếp đi, em cứ nói tiếp đi, mạnh dạn nói tiếp đi, không sao đâu. Dạ, em nghĩ nước là văn bản quy phạm pháp luật. Nước là văn, còn cái lon là quy phạm pháp luật, đúng không? Rồi, cảm ơn em. Nhật Huy. Nhật Huy. Dạ em nghe cô. Bây giờ hai cái trên bảng là cái nào nước, cái nào là cái lon? Dạ quy phạm pháp luật là nước, còn ủa quy phạm pháp luật là cái lon, còn văn bản quy phạm pháp luật là nước cô. Rồi, cô cảm ơn. Dạ. Vậy thì khi cô gợi ý như thế này thì các em có thay đổi không nha? Rồi, vậy thì bây giờ các em lại cho cô biết nè, Ngọc Hảo lại cho cô biết cái nào là cái nước mà cái nào là cái lon Coca, cái nào là nước Coca, cái nào là cái lon Coca. Cái nào là sao cô? Thì ý cô nói là văn bản quy phạm pháp luật á, với lại văn quy phạm pháp luật thì cái nào là nước Coca mà cái nào là cái lon Coca? Nước là quy phạm pháp luật. Nước là quy phạm pháp luật. Rồi, còn cái lon? Dạ, lon là Ngọc Hà, Ngọc Hà ơi, nói lại cô Liên nghe coi, nãy cô Liên nghe chưa rõ. Dạ thưa cô, là theo em nghĩ là nước là quy phạm pháp luật, còn còn cái vỏ bên ngoài là văn bản quy phạm pháp luật. Đúng rồi, cái văn bản quy phạm pháp luật là cái chứa đựng, là cái hình thức chứa đựng nó nha. Thì các em ghi cho cô nè, hình thức pháp luật thì bao gồm ba hình thức thôi nha. Đó là văn bản quy phạm pháp luật, đó là tập
quán pháp, đó là tiền lệ pháp. Thì ba cái loại này mình gọi đó là hình thức pháp luật, tức là cái nơi mà chứa đựng các quy tắc xử sự. Còn quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự nha các em, là quy tắc xử sự, nó là quy tắc xử sự, nó là quy tắc xử sự nè. Yeah. Quy tắc xử sự à. Cho nên cái quy tắc xử sự này nó là nội dung à. Nó là cái nội dung. Còn cái văn bản quy phạm nó là cái hình thức chứa đựng. Hình thức à, là cái văn bản do nhà nước ban hành, nó chứa đựng các cái quy tắc xử sự đó. Cho nên cô quay lại cái slide trước để các em thấy rằng là gì, nó bao gồm ba bộ phận. À, ba bộ phận này nó được chứa đựng, là tức là nó được thể hiện trong các văn bản quy phạm pháp luật nha. Đó các em thấy à, hệ thống cấu trúc của pháp luật thì gồm có quy phạm pháp luật, chế định pháp luật và ngành luật đó nha. Nên các bạn thấy rằng là quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung. Rồi chế định pháp luật là nhóm các cái quy phạm pháp luật điều chỉnh một nhóm quan hệ xã hội cùng loại, và ngành luật. Rồi hôm nay á, thì mình dừng ở đây thôi, nói nữa là quên ngay. Cho nên là trước khi kết thúc bài, cô phải tóm lại cái nội dung mà hôm nay các em đã phải học và phải nhớ cho cô. Nhớ những cái từ này, nhớ mà mình lặp đi lặp lại, mình nhớ như cháo luôn nha. Nhớ không mà mình quên nha. Thì cái nội dung pháp luật các em nhớ cho cô 8 bài. À, 8 bài. Bài thứ nhất đó là bài nhà nước pháp luật. Bài thứ hai đó là bài hiến pháp. Bài thứ ba là pháp luật dân sự. Bài thứ tư là pháp luật lao động. Bài thứ năm là pháp luật hành chính. Bài thứ sáu là pháp luật hình sự. Bài thứ bảy là pháp luật về phòng chống tham nhũng. Và bài thứ tám là pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng. 8 cái nội dung đó các em sẽ phải học, ôn và các em thi. Đó. Và cái nội dung thứ nhất mà hôm nay chúng ta đã được ôm lại, đã được nghiên cứu, đã được trao đổi, đó chính là nguồn gốc nhà nước. Thì các em nhớ cho cô thôi, nguồn gốc nhà nước có 4 chữ, nhớ cho cô, đó là tư hữu giai cấp, tư hữu giai cấp. Có tư hữu có giai cấp, có nhà nước không có tư hữu không có giai cấp thì không có nhà nước. Thứ hai, bản chất nhà nước cũng nhớ cho cô 4 chữ đó thôi, đó là giai cấp và xã hội, giai cấp xã hội, giai cấp xã hội, để các em nhớ. Thứ ba là chức năng của nhà nước, thì đối nội đối ngoại, đối nội đối ngoại, nhớ cho cô nhiêu đó thôi. Rồi gì nữa, các nguyên tắc tổ chức hoạt động của nhà nước thì gồm có nguyên tắc nào, có 5 nguyên tắc, nhớ cho cô 5 nguyên tắc. Nguyên cái bàn tay nha, nhớ cái bàn tay à, link nó qua cái bàn tay của mình. Thứ nhất đó là gì, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Thứ hai, đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Thứ ba, tập trung dân chủ. Thứ tư, pháp chế xã hội chủ nghĩa. Và thứ năm là gì, là bình đẳng giữa các dân tộc. Rồi nội dung tiếp theo trong cái phần 1 đó chính là bộ máy nhà nước. Và các em luôn luôn nhớ cho cô, bộ máy nhà nước là thống nhất nha, phân công nha, phân công phối hợp, chứ không dùng từ phân chia. Phân chia là sai. Phân công. Và phần tiếp theo mà các em mới nghiên cứu đó chính là hệ thống cấu trúc của pháp luật. Hệ thống cấu trúc thì có 3 hình thức nha, hay là có 3 thành phần, đó là quy phạm pháp luật, đó là chế định pháp luật và ngành luật. Và các em luôn luôn nhớ cho cô, quy phạm pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật nó giống một cái là nội dung, một cái hình thức. Và các em nhớ nó như là một lon coca hôm nay, và một cái là nước và một cái là cái lon, được chưa? Rồi hôm nay mình dừng ở đây, cô Liên chào tạm biệt các em nha. Có ai hỏi câu hỏi gì không? Các bạn có hỏi gì không? Phước Thanh, Hoài Bảo, Thuận Cường có hỏi gì không? Dạ không cô. À không, thì các em nắm cho cô những cái nội dung đó nha. Cô ơi. Rồi cô Liên. Ừ, hỏi đi em. Cô, hệ thống cấu trúc là mình chỉ nhớ mấy cái màu xanh lá thôi đúng không cô? Đúng, mà các cái màu xanh lá thôi, còn triển khai cái màu xanh lá ra nó là có màu hồng, màu vàng, màu xanh, màu xám xám đó. Thì các em nhớ cô 3 cái màu xanh lá đó là nó cấu thành nên hệ thống cấu trúc của pháp luật Việt Nam, được chưa? Rồi, nếu không có câu hỏi nào nữa, cô Liên cảm ơn các em. Và cô Liên xin phép chào cô Trang và chào tất cả các bạn. Chúc các bạn có một buổi tối tốt lành. Xin chào và tạm biệt nha.
Dạ, chào cô, cảm ơn.